nhận được số tiền 2 tỷ diễn viên Mai Phương làm hành động cực đáng yêu trên giường bệnh. Suốt tuần qua, các nghệ sĩ và khán giả đã dành nhiều tình cảm, sự động viên đến diễn viên Mai Phương và Lê Bình đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Hiện hai diễn viên đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt một tuần nằm viện, người nhà cho biết sức khỏe của Mai Phương rất yếu. Cô còn phải điều trị chứng mục xương nếu không sẽ bị gãy chân. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Mai Phương đã ngừng xạ trị vì đã khống chế được tế bào ung thư. Phía gia đình nữ diễn viên cũng cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của Mai Phương có diễn biến tốt. Theo mẹ của Mai Phương, con gái bà hợp thuốc điều trị nên sức khỏe khá lên. Song nữ diễn viên chỉ mới hoàn thành phác đồ điều trị một tuần, trong tuần kế tiếp mới có hướng điều trị tiếp theo. Ốc Thanh Phân, bạn thân thiết đồng hành cùng Mai Phương trong suốt nằm viện cũng chia sẻ. Hiện tại Phương đang đáp ứng thuốc tốt và vẫn tiếp tục điều trị bình thường, không có chuyện ngừng xạ trị như những tin đồn trên mạng xã hội. Vì khối u của Mai Phương đã di căn vào xương nên những ngày qua cô phải điều trị chống mục xương để tránh tình trạng gãy chân. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Ốc Thanh Vân tiết lộ Mai Phương đang đáp ứng thuốc tốt nhưng hiện cô vẫn cần được nghỉ ngơi. Phương phải truyền máu, truyền thuốc liên tục nên mệt lắm. Hôm nay sức khỏe của Phương có khá hơn, tình trạng hô hấp và phổi có cải thiện, tình trạng thiếu máu cũng có giảm. Tuy nhiên do bắt đầu có hiện tượng đáp ứng thuốc nên em hơi mệt do các chất phân giải của tế bào u giải phóng vào máu. Bác sĩ đã cho thuốc hỗ trợ giải độc cho Phương để chất độc thải nhanh hơn qua nước tiểu, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, số tiền các nghệ sĩ Việt ủng hộ và kêu gọi hỗ trợ cho diễn viên Mai Phương đã gần 850 triệu đồng, chưa kể các khoản được chuyển trực tiếp vào số tài khoản cá nhân của nữ diễn viên, cũng như các khoản khác từ khán giả bạn bè. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đăng Nghĩa cũng vừa chính thức thông báo ngừng nhận tiền ủng hộ Mai Phương từ phía các đồng nghiệp Mạnh Thường Quân. Sau gần một tuần kêu gọi, anh công khai số tiền kêu gọi được là 837 triệu 852 ngàn đồng. Đề nghị cho biết hiện tại tài khoản của anh đang còn nhận ủng hộ cho nhiều dự án từ thiện khác nên tạm thời không nhận thêm sự đóng góp cho diễn viên Mai Phương. Nghĩa sẽ chuyển cho Phương số tiền này trong nay mai vì tài khoản vẫn còn rất nhiều dự án đang tiến hành nên Nghĩa xin ngưng tiếp nhận cho Phương ở đây để còn tập trung vào những công trình khác nữa. Đề nghị cho biết trong thời gian nằm viện, nữ diễn viên Mai Phương dù đang điều trị ung thư nhưng tinh thần vẫn lạc quan, cũng không đứng ngoài trào lưu đang gây sốt mạng. Trào lưu trò thử thách ngón tay xoắn quẩy đang sôi sục khắp mạng xã hội, không chỉ giới trẻ mà rất đông đảo sao Việt cũng thích thú quay lại clip và chụp ảnh chứng minh đã vượt qua thử thách này. Mới đây Mai Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới khi tham gia thử thách. Nữ diễn viên mặc áo tím, thi hoa trẻ trung, nét mặt rạng rỡ với các ngón tay mềm dẻo hoàn thành thử thách một cách dễ dàng. Hình ảnh lạc quan và đáng yêu của Mai Phương khiến cho nhiều khán giả vô cùng thích thú. Theo chia sẻ mới nhất của Ốc Thanh Vân thì tình hình sức khỏe của Mai Phương đã có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Sau một thời gian sử dụng thuốc đặc trị ung thư, bệnh của nữ diễn viên đã có dấu hiệu lạc quan. Cơ thể Mai Phương thích ứng khá tốt với phác đồ điều trị nên khỏe khoắn hơn trước. Hôm qua thì bác sĩ nói Phương cũng khá hơn chút ít, không còn ho dài và bị ngộp thở mỗi lần ho nữa. Quan sát kỹ thì trên mặt phía cánh mũi đã có những mụn nhỏ. Đây là tín hiệu đáng mừng vì cho thấy thuốc đang có tác dụng, Ốc Thanh Vân tiết lộ. Cũng thời gian này, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh Mai Phương cùng một số đồng nghiệp đến thăm hỏi ông. Diễn viên Đất Phương Nam viết: bệnh thăm bệnh, vui tình nghệ sĩ. Cả hai nghệ sĩ đều đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ chân tình vừa qua giữa nghệ sĩ ở hai thế hệ khác nhau không phải lần đầu. Trước đó khi biết tin diễn viên Mai Phương cũng đang nằm cùng bệnh viện, Lê Bình đã qua thăm và động viên cô chiến đấu với bệnh tật. Dù phát hiện bệnh và nhập viện từ lâu, song Lê Bình giấu kín thông tin, thậm chí còn từng từ chối tiếp nhận sự ủng hộ của đồng nghiệp Mạnh Thường Quân vì sợ phiền hà. Khi biết tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, nghệ sĩ Quốc Thuận và một số và cộng sự khác đã xin phép ông được đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Nhận được sự quan tâm hỗ trợ chân thành từ giới nghệ sĩ, diễn viên Lê Bình rất xúc động và đồng ý nhận ủng hộ để trang trải kinh phí nằm viện. Về phía Mai Phương, bên cạnh các khoản ủng hộ do MC Đại Nghĩa thay mặt đứng ra đón nhận hơn 800 triệu đồng, nữ diễn viên còn nhận được gần 1 tỷ tiền hỗ trợ từ các nghệ sĩ, khán giả Mạnh Thường Quân. Các phường và bệnh viện trao cho Mai Phương 300 triệu thăm hỏi sức khỏe diễn viên Lê Bình. Hôm nay nghệ sĩ Cát Phượng đã vào viện trao lại số tiền gần 300 triệu đồng quyên góp được cho Mai Phương, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của diễn viên Lê Bình. Hiện tại có hai nghệ sĩ đang cùng điều trị căn bệnh ung thư phổi ở bệnh viện 175 là Mai Phương và Lê Bình. Những ngày qua bạn bè đồng nghiệp liên tục ghé qua thăm hỏi động viên giúp Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Trong khi đó, dù tình hình sức khỏe chỉ vừa được hé lộ, song những lời kêu gọi giúp đỡ diễn viên Lê Bình cũng đang nhanh chóng được chia sẻ trong thời điểm này. Đến chiều nay 23 tháng 8, các phường đã có mặt tại bệnh viện trao lại số tiền gần 300 triệu đồng quyên góp được cho Mai Phương, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của diễn viên Đất Phương Nam.
Cát Phượng cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng đang bắt đầu nhận quyên góp để hỗ trợ thêm cho Lê Bình an tâm trị bệnh. Trên trang cá nhân, Cát Phượng viết: "Thưa các bạn, chiều nay lúc 15 giờ, Cát đã vào bệnh viện gặp em Mai Phương và trao số tiền 299 triệu 500 ngàn đồng của mọi người đã gửi vào tài khoản của Cát. Còn tài khoản của anh Kỳ Minh Tuấn, Cát chưa tổng kết được vì anh Tuấn đi quay suốt. Vài ngày nữa anh Tuấn rảnh Cát sẽ tổng kết. Bé Mai Phương cảm ơn nhiều lắm những tình cảm khán giả cùng anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ đã quan tâm và thương em. Em nói nhất định sẽ khỏe để không phụ tấm lòng của mọi người. Thương lắm tình nghệ sĩ, tình người." Nói về người anh Lê Phương, Cát Phượng bày tỏ: "Thương ông anh, thương người đồng nghiệp đáng kính. Anh cả đời cống hiến cho những vai diễn anh cười và anh luôn cười, giống như bé Mai Phương vậy. Có lẽ anh và cả bé Mai Phương không muốn ai thấy tinh thần của mình suy sụp, không muốn ai phải triệu rã đau buồn vì mình. Dựa vào vai anh, tôi nghe được hơi thở mệt mỏi của anh và biết được lúc chụp hình anh cười, nhưng tôi thì muốn rơi nước mắt vì sự mạnh mẽ kiên cường của anh." Sau thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mới đây khán giả tiếp tục bàng hoàng trước việc nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị căn bệnh tương tự. Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thúy Diễm, Lê Phương đã kêu gọi mọi người hỗ trợ cho diễn viên Lê Bình. Chiều ngày 23 tháng 8, phóng viên đã đến bệnh viện 175, nơi nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị. Tại đây chúng tôi gặp được nghệ sĩ Cát Phượng cũng vào thăm nam diễn viên gạo cội. Theo chia sẻ của một bệnh nhân nằm bệnh viện, trong thời gian nghệ sĩ Lê Bình điều trị bệnh, không có ai vào thăm, ngoài người nhà và con trai nuôi. Y tá cho biết hoàn cảnh của diễn viên Lê Bình rất khó khăn. Một bác sĩ cũng tiết lộ có một mạnh thường quân vì ở xa nên không đến thăm diễn viên Lê Bình được, nhưng có gửi tiền hỗ trợ cho nam nghệ sĩ. Ban đầu diễn viên Lê Bình nhất quyết từ chối, nhưng sau khi được mọi người thuyết phục, nam nghệ sĩ đã nhận món quà này. Chia sẻ với phóng viên, con gái của nghệ sĩ Lê Bình nói: "Hiện tại bố tôi đã vào xạ xong rồi, bây giờ chuẩn bị vào thuốc lần tư. Bố vẫn khỏe mạnh nhưng có lúc bị mệt. Bác sĩ nói bệnh tình của bố không phải là không chữa được vì chưa bị di căn." Con gái của nam nghệ sĩ cho biết nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ngoại trú và vẫn đi quay phim. "Hiện tại bố tôi còn vướng hợp đồng phim nhiều nên phải quay cho xong, với lại bố thích làm việc không muốn nghỉ." Con gái nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ thêm. Nói về việc bố mình không muốn chia sẻ bệnh tình cho mọi người biết, con gái Lê Bình nói: "Bố tôi nghĩ rằng còn có con cái thì còn nước còn tát, nên không muốn công khai để mọi người biết nhiều. Bố muốn giấu bệnh tật và rất ngại việc nhờ vả người khác." Diễn viên Lê Bình sinh năm 1953. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Nam diễn viên từng góp mặt trong hơn 60 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông được khán giả biết đến nhiều qua những bộ phim như Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kiêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Làng giải trí lại thêm tin dữ, nghệ sĩ kỳ cựu Lê Bình điều trị cùng bệnh viện với Mai Phương. Diễn viên Lê Bình, người từng quen mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Đất Phương Nam, cũng mắc bệnh ung thư phổi. Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối đang phải xạ trị khiến cho nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt không khỏi lo lắng. Thế nhưng đến sáng nay, một nguồn tin cho biết còn một diễn viên gạo cội nữa của nền điện ảnh Việt cũng đang phải đối đầu với căn bệnh ung thư là nghệ sĩ Lê Bình. Nguồn tin này cũng khẳng định nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện hóa trị được 4 lần và lý do ông giấu chuyện mình bệnh vì lo sợ sẽ bị đoàn phim cắt ngang hợp đồng đóng phim, không có tiền điều trị ung thư. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin nam diễn viên Lê Bình hiện đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 cùng bệnh viện với nữ diễn viên Mai Phương. Thông tin này do người nhà bệnh nhân chia sẻ. Người này viết: "Do hoàn cảnh nên chú ngại không chia sẻ nhiều vì sợ bên đoàn phim họ biết họ cắt hợp đồng không cho đi đóng phim được, không có tiền để tiếp tục điều trị. Chú nằm chung khoa với chị Mai Phương luôn đó à, không thấy có vợ con hay họ hàng gì đến, chỉ có một người con nuôi ở cạnh lúc nằm viện thôi mọi người." Bên cạnh những thông tin về nghệ sĩ Lê Bình, người này gửi kèm theo hình ảnh đang điều trị trong bệnh viện của nam diễn viên kỳ cựu. Sau khi thông tin được chia sẻ, người hâm mộ vô cùng hoang mang. Ngay sau đó, phía bên nghệ sĩ cũng xác nhận về việc đang điều trị ung thư nhiều tháng nay. Tuy nhiên, nghệ sĩ cho biết ông không hề muốn công bố thông tin này vì bản thân vẫn đang còn lo được. Thông tin hai nghệ sĩ bị ung thư phổi đến liên tiếp khiến cho nhiều người lo lắng. Nhiều fan hâm mộ đã gửi lời thăm hỏi và mong nam diễn viên kỳ cựu một thời nhanh chóng vượt qua bạo bệnh. Điều quan trọng hơn, hoàn cảnh của nghệ sĩ Lê Bình vô cùng khó khăn. Ở tuổi 65, ông vẫn bươn chải mưu sinh. Vào năm 2015, Lê Bình chia tay người vợ sau 37 năm gắn bó. Nguyên nhân là do vợ ông nợ nần, đam mê, đời đốm nên bán hết gia sản của cả nhà. Trong nhà, con trai thứ hai của nghệ sĩ Lê Bình cũng bị nghiện hút. Rất nhiều tiền của ông đã tan theo làn khói trắng. Hiện tại, nghệ sĩ Lê Bình sống với người con út với hy vọng con có thể nên người. Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953. Trong một gia đình gốc miền Tây, ông đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp, lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Lê Bình còn được biết đến
Với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình, trong đó có các phim nổi tiếng như Mùa Lên Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kiều Đồng, Cô Gái Xấu Xí,